Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi các đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nắm bắt cơ hội, tiếp cận cách thức sử dụng công cụ kinh doanh trên các nền tảng số, sàn thương mại điện tử, hay cụ thể như livestream bán hàng để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Với khát vọng nâng cao giá trị nông sản và sản xuất ra các sản phẩm hữu ích cho cuộc sống, hợp tác xã này đã nhanh chóng áp dụng hình thức kinh doanh trên các nền tảng số, sàn thương mại điện tử. Một số thành viên hợp tác xã đã tự học và livestream bán hàng. Hiện 60% doanh thu những sản phẩm được chế biến từ quả chanh đến từ kinh doanh trực tuyến. Bước đầu thì hợp tác xã cũng đã đưa cái sản phẩm lên các trang thương mại điện tử để bán. Sản phẩm của hợp tác xã được bán trên sàn thương mại điện tử thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là lo lắng. Bởi vì cái sản phẩm thì cũng là mới và nhiều người cũng chưa biết đến với hợp tác xã. Hy vọng là được nhiều người biết đến nông sản của quê hương chúng tôi để làm sao nông sản ngày được nâng cao giá trị và người tiêu dùng được dùng những cái sản phẩm hữu ích cho cuộc sống từ nông sản. Đây là khóa tập huấn nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tuyên Quang và nền tảng mạng xã hội TikTok tổ chức. Khóa tập huấn này nhằm truyền đạt những kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Các học viên được thực hành ngay tại vườn chanh của hợp tác xã, rèn luyện kỹ năng livestream bán hàng sản phẩm của mình. Một trong những cái hoạt động mà tôi nghĩ cho rằng là nó rất là sát với các hợp tác xã, các hộ kinh doanh, nó trực tiếp đến cái việc hoạt động mà tiêu thụ các cái sản phẩm qua các cái kênh nền tảng số. Và đấy là một trong những cái tôi cho rằng là nó bám sát với hoạt động xúc tiến thương mại trên cái nền tảng số. Và cụ thể là các cái người hưởng lợi là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là các hợp tác xã, các cái hộ kinh doanh. Trên cơ sở các cái hoạt động như vậy thì Cục Xúc tiến Thương mại cũng sẽ đúc rút lại các cái kinh nghiệm, các cái điều chỉnh làm sao cho phù hợp hơn nữa với các cái địa phương, làm sao cho cái hoạt động mà thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số nó sẽ có hiệu quả hơn. Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc. Thời điểm này, tỉnh đã bước vào mùa thu hoạch các loại quả như chanh, cam. Do vậy, việc tập huấn về kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số là đúng thời điểm, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, bà con nông dân ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đưa sản phẩm đến với thị trường trong nước và quốc tế. Tuyên Quang đang đẩy mạnh cái chương trình sản xuất sản phẩm ô cốp. Hiện nay thì Tuyên Quang đã có 193 cái sản phẩm ô cốp của địa phương, rất nhiều cái sản phẩm 3 sao, 4 sao và hiện nay một số sản phẩm đang xây dựng chương trình để đưa lên 5 sao. Thế và những cái sản phẩm này cũng đang có cái xu hướng là tiêu thụ tương đối tốt trên thị trường. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với lại Cục Xúc tiến Thương mại mở một cái lớp tập huấn hướng dẫn cho các chủ thể ô cốp cái cách để tiếp cận cái nền tảng số để bán hàng trong cái thời gian tới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngay tại khóa tập huấn, các học viên được hướng dẫn tự triển khai các hoạt động bán hàng trên nền tảng số, từ khâu chuẩn bị, tạo tài khoản, đưa sản phẩm lên gian hàng và theo dõi đơn hàng, cách chụp ảnh, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, cách thức gói bọc, vận chuyển, đảm bảo chất lượng sản phẩm và truyền đạt thông tin về sản phẩm với khách hàng thông qua hoạt động livestream. Với cái buổi tập huấn như hôm nay thì nó thực sự là nó mang ý nghĩa. Qua nền tảng số này thì có thể là phát triển được cái khách hàng của mình nhiều hơn trên cái kênh nền tảng số. Với cá nhân hợp tác xã chúng tôi ấy, thì rất mong muốn là các sở ban ngành rồi là các cơ quan nhà nước có một cái quan tâm hơn nữa cho các hợp tác xã để đưa sản phẩm của các hợp tác xã của nông dân đi xa hơn nữa. Các hoạt động tư vấn đào tạo đều hướng tới mục tiêu từng bước hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử. Đây được xem là phương thức bán hàng mới, hiện đại và bền vững. Qua các buổi tập huấn đã giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã nhận thức rõ hơn về chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, từ đó vận dụng vào hoạt động kinh doanh, tiêu thụ quảng bá sản phẩm của mình theo xu hướng mới một cách hiệu quả nhất.